Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, Diêm La Dương cùng với Mỹ Vương Ngân Tập. Lúc đó trong chạy nước Tiết Vi, có vô lượng vị đại Mỹ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đau lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị Mỹ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Dương, Đa Ác Quỷ Dương, Đại Chánh Quỷ Dương, Bạch Hổ Quỷ Dương, Huyết Hổ Quỷ Dương, Xích Hổ Quỷ Dương, Tán Luân Quỷ Dương, Phi Thân Quỷ Dương, Tiễn Quang Quỷ Dương, Lan Nha Quỷ Dương, Đảm Thú Quỷ Dương, Phụ Thạch Quỷ Dương, Chủ Hao Quỷ Dương, Chủ Họa Quỷ Dương, Chủ Phước Quỷ Dương, Chủ Thập Quỷ Dương, Chủ Tài Quỷ Dương, Chủ Xúc Quỷ Dương, Chủ Cầm Quỷ Dương, Chủ Thú Quỷ Dương, Chủ Bị Quỷ Dương, Chủ Sản Quỷ Dương, Chủ Mạng Quỷ Dương, Chủ Tập Quỷ Dương, Chủ Hiểm Quỷ Dương, Ta Một Quỷ Dương, Tứ Một Quỷ Dương, Ngũ Một Quỷ Dương, Kỳ Lợi Pháp Vương, Đại Kỳ Lợi Pháp Vương, Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, A Na Cha Vương, Đại A Na Cha Vương. Những vị đại vương như thế, mỗi vị có 100.000 tỷ quý vương, cả thảy ở trong cõi Di Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị quý vương đó cùng với vương Di La nương sức oai thần của Đức Phật, oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đau lợi, đứng qua một phía vua Di La bạch Phật. Bấy giờ vua Di La quỳ gối chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị quý vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được lên tới đại hội nơi cung trời đau lợi này, mà cũng là vì chúng con đã xuống làm vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, giáng bạch hội Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng định lại Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng 100.000 mối phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, ngài không từ bệnh nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sau hạng chúng sanh vừa đặng tất cõi thể báo, không bao lâu lại phải bị độ về chỗ ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực không thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hạng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành được giải thoát mãi mãi, cuối xin Đức Thế Tôn giải gọi việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Những chúng sanh trong cõi Di Phù Đề tánh tầng cứ còn có dạy có sửa, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trên 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát. Những chúng sanh bị tội báo cho đến bị độ được ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cõi gốc vực duyên mà làm cho những chúng sanh đó nhớ biết cùng việc đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Di Phù Đề kết dịch dữ phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhập cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để lo lắng cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mắt nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, cho con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ giả so cùng hồn sói sư tử gắn độc bọ cạp. Người quên đường đó ở trong con đường hiểm chừng dây đắt nữa sẽ bị hại. Có một vị thiện chi thức hiểu nhiều pháp thuật lạ có thể trừ sụp độ hại đó, cho đến có thể trừ quỷ giả so các loài ác độc. Chợt gặp người quên đặt đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bỏ gần: Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà muốn đi vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người đặt đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới gọi là con đường hiểm nạn, bèn đường đôi trở lại muốn ra khỏi con đường hiểm nạn. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn lời đó ra khỏi con đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt làm cho được ăn ổn, rồi bỏ gần: Này người đặt đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn ấy nữa. Ai mà vào con đường hiểm nạn ấy ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tính mạng. Người lạc đường đó cũng xin lòng cẩn trọng. Lúc từ biệt nhau, vị thị di tích lại dẫn theo: Nếu ông có gặp kẻ quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tính mạng, chớ có để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên biết ngài Địa Tạng Bồ Tát có đủ đức từ bi lớn, cứu vớt những chúng sanh mắc hại tội khổ, muốn cho chúng nó được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng lấy nhiều sự vui sướng tốt đẹp. Những súng sanh tội khổ đó gỡ biết sự khốn khổ trong đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đặt đường kia đi lạc một con đường hiểm, gặp vị thiện chi thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ có đi vào đường ấy nữa, tự nói là mình do quên đường nên đi lạc vào đó, nay đã có khỏi rồi chọn hẳn không trở vào con đường ấy nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa họ lại còn mê lầm, con biết đó là con đường hiểm nạn mà đã từng xa lạc rồi, học đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa một chỗ ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt làm cho được thoát khỏi, được sanh lên cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa.
Nếu chúng sanh đã kết nghiệp ác quá nặng, thời ông ở trong chốn địa ngục không có ngày nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nghiệp. Bây giờ ác đạo quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hạng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề. Không có vị làm lợi cho người, không có vị làm tổn hại cho người. Mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến cho hàng quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lần ít, đi qua sang nhà người hoặc thành ấp xóm làng chạy vào vùng nhà, trong đó chỉ có người cha kẻ gái nào tu được chút phút là dựng bằng mấy lọc sợi tóc cho đến cho một lá phan, một bộ cái chút hương chút hoa cũng nhiều tượng Phật cùng tượng Bồ Tát tụng đọc tông kinh đốt hương cúng dường một bài kệ một câu kinh. Hàng quỷ dương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thọ quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có ai lực lớn hoặc kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cũng sợ tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: Hay thay, tốt thay, các ông còn với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiên độ như thế, ta cũng truyền các vị chờ phạm vương để thích hộ về các ông chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp họ có một vị quỷ vương tên là chủ mạng chấp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nguyệt duyên của con là cai quản tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều có biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thọ có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế, khi sanh não nên lòng lành kinh ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sinh ra chỉ lên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ ca mẹ lẫn con đều đặn nhiều sự an vui, hàng thân quý cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sanh mẫu ăn, cùng nhóm họ cả hàng thân quyến lại để uống rượu ăn thịt cao sang đường sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể khiến cho người mẹ đứa con chẳng đặng ăn vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn quyết tâm, nhờ con sớm đã sai các vị thần linh xóa chặt thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được ăn ổn và đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được ăn ổn rồi, thời đáng lẽ phải nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn của thổ địa, trái lại giết hại loài sinh vật hội họp thanh viếng, vì lẽ này đã phạm tội lỗi tắc phải tự thọ lấy tai vạ mẹ con đều tổ. Lúc chết nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung, không luận là người lành kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị lọ lạc vào chốn bất đạo. Huống gì là những người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành để giúp theo oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến hóa là người thân quyến, dẫn dắt thần hồn của người chết làm cho đạo lạc một chút ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sanh tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ năm tự nữ nhân ở trong cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung, thời thần thức hôn mê không bị ngừng để làm điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe được gì hết, hàng thân quyến của người lâm chung đó nên sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tâm kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế, thời có thể khiến cho người chết đó thuộc vào hạng chúng ác đạo, các thứ ma quỷ và ác thần thấy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả những chúng sanh lúc lâm chung nếu nghe đặng danh hiệu một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ trong kinh điển đại thừa, con xem xét thấy ạn người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nhỏ nhỏ đáng lẽ phải bị sao đọa vào chúng ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật trăn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lực lớn ở trong sinh tử ủng hộ chúng sanh như thế. Như về trong đời sau này nếu có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng là nguyện trên đó đều nên làm cho được giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn chỗ lo, chọn đời của con luôn ủng hộ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ cho mong các chúng sanh trong lúc sanh lúc tử tin theo lời nói của con vừa nói, tin theo lời của con vừa nói trên, thời đều được giải thoát và đạo lợi ích lớn. Đức Phật tỏ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Vị đại quý vương cai quản tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiển thân đại quỷ, chớ thiệt thòi không phải quỷ.
quá 170 kiếp sau ông ấy sẽ được thành Phật, hiểu là vô tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, gọi đó tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại bi quân như đó, những sự của vị đại bi quân đó không thể nghĩ bằng như thế, hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Sắc mô đi sô hà.